Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương ở phía Nam sẽ có mưa trên diện rộng. Một số điểm mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 15-40mm, có nơi trên 80mm. Mưa xảy ra bất chợt trong ngày nhưng tập trung nhiều về chiều tối. Trong mưa dông, quý vị cần đề phòng nguy cơ xảy ra gió giật, sấm sét nguy hiểm. Mưa dồn dập trong thời gian ngắn còn có thể gây ra ngập úng ở những vùng trũng thấp khu đô thị. Trước khi có mưa, buổi sáng thì trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 30 cho đến 33 độ C. Trên biển, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Bà con cần chú ý cảnh giác. Tại Trung Bộ, tình hình nắng nóng được cải thiện khi mà chỉ một vài nơi ở Trung Trung Bộ có nắng nóng 35 độ. Các địa phương còn lại phổ biến dưới 34 độ C. Chiều tối, Nam Trung Bộ có mưa dông, khả năng đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Còn tại Bắc Bộ, nền nhiệt trong ngày cũng khá cao, dao động từ 32 đến 34 độ C, trời nắng và khá oi nóng vào buổi trưa. Cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các vùng miền trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!